hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật, hàng giả hoặc là kem chống nắng Innit Free. Các bạn biết không, theo các nghiên cứu của các chuyên gia da liễu thì ánh nắng ảnh hưởng đến 90% quá trình lão hóa của da. Ánh nắng thì có chứa là tia UVA này, UVB này, UVC. UVA thì xuất hiện chủ yếu vào mùa đông, lúc trời râm mát, nó làm cho da mình bị xuất hiện những nếp nhăn, mất nước và da mình bị chảy xệ. Còn UVB thì xuất hiện chủ yếu vào mùa hè, làm cho da mình là sẫm màu, xuất hiện những đốm nâu và gia tăng tình trạng nám tàn nhang. Còn tia UVC nó gây ra tình trạng ung thư da, nhưng rất là may là có tầng ozone bảo vệ chúng ta rồi. Chính vì thế nên là những để ngăn chặn và bảo vệ cho da mình tránh những cái tia UV đó thì cái kem chống nắng vô cùng quan trọng. Nhiều bạn đến với shop khi mà được hỏi thì các bạn ấy, đối với các bạn ấy thì một thỏi son hoặc một cái tuýp kem nền hoặc hộp kem dưỡng đối với bạn quan trọng nhất. Nhưng đối với mình, nếu được chọn một loại kem, một loại mỹ phẩm thôi thì mình sẽ chọn kem chống nắng. Chính vì thế là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật hàng giả của kem chống nắng của Innisfree, một loại kem chống nắng đang bán chạy tất chạy trên thị trường. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều kem chống nắng hàng giả, mà như trên tay mình đây có cầm hai cái kem chống nắng, một kem chống nắng hàng giả và một kem chống nắng hàng thật. Thì về mắt thường thì nếu như nhìn thế này thôi thì các bạn sẽ không thể nào phân biệt được đâu, vì nó giống nhau đến, phải nói là về cái ngoại hình như thế này thì nó giống nhau đến 90%. Chỉ có khác nhau thứ nhất là cái vấn đề chất vỏ. Đây là kem chống nắng hàng thật, thì cái vỏ của nó thì các bạn thấy là khi mình sờ trên vỏ thì nó có cái độ lì, không được mịn bóng. Nhưng hàng giả thì lại ở đây thì là sờ cái hộp của nó thì rất là bóng và mịn. Nhưng mà thực ra cái sờ này, tay này nếu như các bạn không được từng cầm thử hộp kem hàng giả thì các bạn sẽ khó phân biệt. Nên mình nghĩ là các bạn sẽ không lấy được điểm đấy để mà nhớ để phân biệt vì có nhiều điểm lắm. Thì cái đặc điểm về ngoại hình bên vỏ hộp thì có đặc điểm sau đây. Thứ nhất, như các bạn nhìn này, đây là kem chống nắng hàng thật. Ở đằng sau, cái đặc điểm sẽ dễ nhớ này, ở đằng sau của hộp phấn là hộp vỏ hộp thì các bạn nhìn thấy là có một đặc điểm duy nhất là các bạn nhìn thì cái kem chống nắng hàng thật ý, nó có nội dung chữ nhiều hơn, còn kem chống nắng hàng giả thì nó nội dung chữ ít hơn. Các bạn nhìn này. Và một đặc điểm nữa là các bạn nhìn nhé, nhớ này, ở trên vỏ hộp của kem chống nắng Innisfree thật thì không có biểu tượng tái sử dụng, cái vòng tròn mũi tên này các bạn nhìn này. Nhưng hàng giả thì lại có một biểu tượng là tái sử dụng. Đây ạ, vòng tròn mũi tên này. Và các bạn nhìn đây ạ, kem chống nắng hàng giả thì nó có 3 cái ô màu đen, biểu tượng màu đen ở đây. Còn kem chống nắng hàng thật thì hầu hết tất cả sản phẩm mà ở trên giá của shop thì mình thấy là đều có, chỉ có 2 biểu tượng ô màu đen thôi. Đấy là những cái đặc điểm. Ngoài ra có nhiều chi tiết nhỏ nhỏ nữa để phân biệt, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mình nói ra thì chắc các bạn sẽ không nhớ được đâu. Nên các bạn cần nhớ là gì, với hàng thật thì cái nội dung chữ của nó full, gần như full của hộp đằng sau, và ở đây chỉ có hai, ở bên cạnh của hộp chỉ có hai cái biểu tượng màu đen, ô đen như này. Còn hàng giả thì cái nội dung chữ của nó ngắn lắm, nó chỉ có đến mình không biết khách hàng, nhưng mà mình chỉ biết thấy là nó chỉ đến nửa vỏ hộp thôi. Và cái biểu tượng ô đen lên thì có những 3 cái ô màu đen, biểu tượng màu đen, thêm họ thêm một cái biểu tượng là CO2 ở đây. Còn hàng của Innisfree chính hãng thì không có biểu tượng CO2 ở đây, ở đây, đây. Đấy là hai đặc điểm quan trọng để các bạn phân biệt hàng giả ở ngoài vỏ hộp. Còn đi sâu bên trong thì các bạn nhìn này, đi sâu bên trong là tuýp kem chống nắng. Thì các bạn nhìn là đây trên tay mình là hai hộp kem đây, các bạn nhìn có khác nhau đúng không ạ? Rất là khó phân biệt. Mình thấy là hầu như là không có nhiều, nếu mà mắt thường bình thường, bạn nào mà chưa từng cầm đến cái tuýp kem chống nắng hàng giả này thì các bạn sẽ không bao giờ phân biệt được đây là hàng giả, còn đây là hàng thật. Hiện tại trên tay mình đây, đây là tuýp kem chống nắng hàng thật và đây là hàng giả. Thì về
cái cảm nhận bên ngoài trên tay mình đây thì mình cảm thấy này, mình cảm thấy là cái tuyết kem chống nắng hàng giả ấy thì nó rất là căng. Và đây là đặc điểm của đa số hàng của Trung Quốc. Trong bộ sưu tập của mình thì đa số những cái tuyết mà nó là kem tuyết này của hàng Trung Quốc ấy, nó đều rất căng, bên trong nó có một cái lượng hơi rất là căng. Do dù là mình có mở ra đi chăng nữa, mở ra rồi thì mình bóc vẫn cứ như tăng như thế. Còn tuyết kem chống nắng hàng thật thì nó sạch sạch này, tuy là còn đầy đấy nhưng mà nó vẫn cứ sạch sạch này về. Đấy là một đặc điểm của đa số hàng giả Trung Quốc đều căng thế này, nhưng các bạn thì sẽ rất là khó nhớ đấy, nên mình sẽ phân tích sâu hơn nhé. Như các bạn đã thấy này, như mình thấy là ở đây nội dung chữ gần như là giống nhau, vẫn là khó phân biệt. Mình thấy là khó phân biệt lắm. Có đặc điểm duy nhất ở đây là gì? Có một đặc điểm duy nhất ở đây là gì? Các bạn nhìn thấy nó giống như ngoài bảo hộ. Cái biểu tượng hình tròn đến cuối tên này, là biểu tượng tái chế sử dụng của cái tuyết kem này, của cái vỏ cái tuyết này. Nhưng của Innisfree thì họ không có cái biểu tượng tái chế này. Có nghĩa là cái tuyết này sau khi dùng xong là vứt đi và không dùng lại được nữa. Nhưng hàng Trung Quốc thì lại có cái biểu tượng tái chế này. Về ngoại hình thì mình thực sự là không thấy khác nhau gì đâu ạ. Ngoại hình ngoài trong tuyết này không khác nhau gì cả. Còn về chất kem ạ, về chất kem, các bạn thấy nhá, mình thử cái kem này như nào nhá. Vì mình cũng đang dùng cái loại kem chống nắng non lasting này. Cái kem chống, vì cái màu sắc của kem ấy thì mình thấy là giống y luôn. Kem chống nắng, cái chất kem ấy nó cũng đặc và hơi vàng vàng, màu nó hơi vàng vàng một chút, và đặc như thế. Nhưng có vấn đề là khi mình xoa lên này, mình cũng cảm thấy là có độ mix và độ base nó nhẹ nhưng không được mịn. Và có một cái đặc biệt điểm này, mình nghĩ là sẽ dễ phân biệt này, là cái mùi. Tất cả hầu hết kem chống nắng hàng của Innisfree đều có cái mùi dạng mùi dầu hướng cao của hướng dương và trà xanh, nó trộn vào một mùi rất là nồng nồng và hắc hắc. Nhưng mà dùng lâu thì sẽ dần dần quen, thì cảm giác rất là dễ chịu. Nhưng hàng của Trung Quốc thì nó lại có một mùi thơm kiểu dạng thơm của xà phòng ấy, thơm không giống mùi thơm của các loại tinh dầu. Đấy là một đặc điểm. Thế thì các bạn hãy xem các bạn nào đang dùng kem chống nắng của Innisfree không ạ? Các bạn nếu như các đặc điểm về vỏ ngoài hộp bạn không nhớ được thì các bạn thử thử xem kem chống nắng của mình nó có mùi như nào. Như mình đã từng trải nghiệm đa số các loại kem chống nắng của Innisfree thì hầu hết các kem của chống nắng của Innisfree đều có cái mùi về mặt mùi dầu, các loại tinh dầu gốm dương hay mùi dầu trà kết hợp thì có mùi rất là hương hắc nồng nồng. Còn những hàng mà thơm như một sản phẩm thơm như một nước hoa nhưng mà nước hoa rẻ tiền các bạn biết rồi, thì nó mình nghĩ đấy là không phải là chính hãng. Đấy là những cái đặc điểm về cách phân biệt và hàng giả kem chống nắng Innisfree. Và hiện nay các bạn biết rồi, có rất là nhiều cửa hàng họ bán kem chống nắng hàng giả. Nếu như mà các bạn không có kiến thức thì mình nghĩ là có nhiều bạn mua được. Hôm trước thì có một bạn đến mua hàng, thì sau khi mà được nhân viên hướng dẫn cách phân biệt hàng thật hàng giả thì bạn rất là bất ngờ với cái tuyết kem của bạn là một tuyết kem chống nắng hàng giả mà bạn ấy mua với giá những tới 250.000. Thế là mình thực sự rất là tiếc cho bạn ấy. Mình không biết là cái tuyết kem chống nắng đấy nó có tác dụng chống nắng hay không, nhưng mình chắc chắn rằng là cái hàng đấy không chất lượng. Và thực tế thì cái tuyết kem chống nắng này mình chia sẻ thật là mình sưu tập được ở một cửa hàng, mình sẽ không tiện nói ra. Thế thì các bạn mua một hàng giả với giá 250.000 thì giống như các bạn bị móc túi rồi. Thế nên mình muốn là các bạn hãy theo dõi thật kỹ và ghi nhớ thật kỹ những chi tiết mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn, để nó là sẽ là cái kiến thức làm hành trang để khi các bạn đi bất kỳ đâu cũng mua hàng tự tin rằng mình không bị móc túi mà ảnh hưởng đến da. Và hiện nay mà mình cũng giới thiệu luôn là trước đây mình hướng dẫn các bạn là loại kem chống nắng long lasting, giá nhà mình đang bán nó là 200.000, mình nhớ rất rẻ, không bán đắt đâu ạ. Nên là những bạn nào có nhu cầu về kem chống nắng thì
mời qua shop của shop nhé.